mục Bác sĩ cây trồng. Thưa bà con, trong canh tác, bà con nông dân có thể sử dụng thuốc trừ cỏ nhóm chọn lọc hoặc không chọn lọc, loại trừ cỏ tiền và hậu nảy mầm để quản lý nhiều loại cỏ dại. Mục tiêu giúp cây lúa vụ thu đông giảm sự cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng của các loại thực vật không cần thiết. Hôm nay, mời bà con và các bạn cùng nghe Nguyễn Thắng và Thạc sĩ Ký Văn Ngọt trao đổi về thuốc trừ cỏ cặp đôi hoàn hảo. Xin chào anh Ngọt. Xin chào anh Thắng. Kính thưa quý bà con, sử dụng sản phẩm cặp đôi hoàn hảo để trừ cỏ cho ruộng lúa vụ thu đông 2018. Kính thưa quý bà con, vụ lúa thu đông nằm trọn trong giai đoạn mùa mưa, nên hầu hết các chân ruộng, nhất là ruộng trũng, thường có nước phủ, lớp nước cao hoặc thấp tùy theo ruộng nếu như không được khai thoát. Vì vậy, trong mùa mưa thì bà con thường gặp khó khăn trong việc sử dụng thuốc trừ cỏ. Phải chọn thuốc nào và cách sử dụng ra sao để cỏ chết tốt? Nhằm giúp bà con biết và sử dụng thuốc trừ cỏ có hiệu quả trong mùa mưa, chúng tôi xin thông tin đến quý bà con cặp đôi sản phẩm hoàn hảo. Cặp đôi hoàn hảo là tên gọi của hai sản phẩm Bianco 3EC và Star 10WB khi phối hợp sử dụng. Bianco và Star là hai sản phẩm của công ty LG Chem Hàn Quốc sản xuất và công ty Bảo vệ thực vật Sài Gòn độc quyền phân phối. Như vậy thì đặc điểm của thuốc trừ cỏ này ra sao đây ạ? Đặc điểm nổi bật của sản phẩm cặp đôi hoàn hảo là dùng hai chất có tác động khác nhau để trừ cỏ. Chất diệt cỏ trong Bianco 3EC nội hấp nhanh qua lá, hiệu lực tốt trên cỏ lồng vực. Chất diệt cỏ trong Star 10WB thì nội hấp qua lá và lưu dẫn qua rễ, hiệu lực tốt trên cỏ cháo, cỏ chát và cỏ lá rộng. Khi hỗn hợp, hiệu quả sẽ tăng cao, diệt được nhiều loại cỏ phổ biến thuộc cả ba nhóm hoa bản, cháo chát và lá rộng như là lồng vực, cỏ chát, cỏ lát, rau mát, rau mương, cỏ bẫy ốc, vân vân. Thời gian sử dụng cặp đôi hoàn hảo rất rộng. Phun sớm thì dùng liều thấp, phun muộn thì dùng liều cao. Khi lúa xạ từ 6 đến 11 ngày thì pha 30ml thuốc Bianco 3EC với 10g Star 10WB. Khi lúa xạ mà từ 12 đến 18 ngày thì pha 40ml Bianco 3EC với 10g Star 10WB. Cho một bình xịt 16 lít nước, phun 2 bình cho một công ruộng 1.000 mét vuông. Vậy thì với cái thuốc trừ cỏ này thì bà con cần lưu ý những vấn đề nào để sử dụng cho nó có hiệu quả thưa anh Ngọt? Xin lưu ý, ruộng phun phải đủ ẩm, nếu ruộng có nước thì tháo cạn, để thân và lá cỏ khô ráo vài phút rồi phun. Sau phun 1 đến 2 ngày thì chúng ta cho nước vào ruộng và giữ nước ruộng xâm xấp ít nhất là 3 đến 4 ngày liên tục. Có thể kết hợp bón phân khi giữ nước cho ruộng. Chúng ta pha thuốc vào bình có nước, dùng que khuấy hoặc lắc bình cho thuốc tan đều trong nước. Điều chỉnh bét phun sương, phun mịn, phun đều mặt ruộng. Chỗ có nhiều cỏ hoặc lúa mọc dày che phủ cỏ thì cần phun chậm cho thuốc phủ đều cỏ. Không sợ phun trồng lối vì thuốc rất an toàn cho cây lúa. Chất diệt cỏ trong Bianco và Star nội hấp nhanh qua lá và rễ cỏ. Nên sau phun khoảng 5 giờ, nếu gặp mưa, thuốc vẫn có hiệu lực. Ruộng mà có nhiều ốc hại lúa thì nên hòa chung với thuốc diệt ốc đi ô tô để phun. Hỗn hợp thuốc chỉ sử dụng trong ngày, không lưu dưỡng qua đêm. Xin lưu ý, trước khi phun bà con cần đọc kỹ hướng dẫn có ghi trên bao bì sản phẩm để áp dụng. Xin kính chúc quý bà con sản xuất vụ lúa thu đông, bội thu được giá. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Ngọt đã tham gia tiết mục Bác sĩ cây trồng hôm nay. Bà con và các bạn vừa nghe Nguyễn Thắng cùng Thạc sĩ Ký Văn Ngọt trao đổi về thuốc trừ cỏ cặp đôi hoàn hảo.